Quân Béo Mô Tô xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm một chiếc Honda MRX bản cũ và độ size lụt chuẩn của Sài Gòn. Mời các bạn đón xem. Và đây, chiếc chìa khóa rất là cute. Bạn đi đi em. Em chào anh Dương. Chúng ta sẽ đi đến review của chiếc Honda MSX dán được dán màu chrome bạc và độ size lùn chuẩn size của size lùn các bạn Mỹ lẫn cả Thái Lan lẫn cả Sài Gòn hai độ. Tại sao mình dựng hai con lại với nhau đây để các bạn để xem được độ cao thấp của cái yên. Một chiếc kia là một chiếc chạy hai chiếc xe đều đã đang chạy vành bản lớn Mutaru. Tại sao nó lại là Mutaru trong khi vân rất nhiều anh em nhìn thấy cái vân này bảo là vân này vân của Kuni. Vân Kuni và Mutaru nó gần giống nhau nhưng khác biệt của nó là ở cái chữ M này bạn nhé. Nó có chữ M ở cái vành nan của xe là vân của hãng Mutaru sản xuất. Xe được đi bởi lốp 130. Bản lớn của Mutaru này là trước 4.0 này. Độ rộng của nó là 4.0 và sau là 5.0. Sau là 5.0. Giới thiệu qua một chút về xe thì chiếc xe này được dán màu chrome bạc rất là nổi bật. Xe chơi chính hai tông màu bạc và đen. Như nhiều anh em chơi xe có biết được đấy thì nó cái bộ đầu đèn của Mỹ. Bộ đầu đèn này rất là đẹp và xịn. LED này của nó là LED cầu nhé các bạn nhé. Đấy, LED cầu. Mỗi giải của nó gồm có 6 bóng. Rất là sáng. Và xe được đi một bộ thụt mà huyền thoại chuẩn cho các dòng xe size lùn RRGS. Anh em có thể thấy là heo bản này vẫn để heo bên trái. Bạn nhìn thấy không? Heo này ở bên cân cân số nhá. Heo nguyên bản của nó để bên phải bên chân phanh này. Đấy, mình phải mang hai xe để so sánh với nhau. Đây cũng là một sản phẩm độ của Quân Béo Mô Tô từ Tết năm ngoái. Lúc trước ta đang đi đến vành bản lớn, lúc trước là chạy 130 vành 4 inch và lốp sau là 150 V-Rubber 150-70 trừ 12. Heo sau được chủ xe sử dụng bởi heo RRGS nguyên bản, giống Brembo nằm ngang 4 feet, kéo gấp Mutaru Thái Lan. Bộ bô hot lap full system, bô của Nhật nhé các bạn nhé. Cái này là full ship, rất là xịn. Dây tăng áp rồi kẹp dây côn rồi thụt sau các bạn ý chơi hạ phuộc của Composino và thụt Olin. Thụt này là các bạn ý đang lắp ngược nhá các bạn nhá, lắp ngược vì tại sao khi mà chơi sai lùn lắp ở đây nó sẽ bị cạ vào cái nhựa này, nó bị cạ cái lòng nhựa này đấy, nên là không thể lắp được mà sẽ chơi sai ngược. Thì sẽ bất lợi của chơi sai ngược này, nó sẽ cứng hơn cứng hơn so với lắp xuôi một chút. Và lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến phuộc. Nhưng mà vì là xe này là chuyên chạy kiểm, bay hợp kiểm nên là không ảnh hưởng lắm đâu các bạn ạ. Đấy, chân trống rất là ngắn, được cắt ngắn đi. Và đây tổng thể hai xe. Chúng ta đến dàn ghi đông. Chúng ta sẽ đến dàn ghi đông trước, bao tay Racing Boy. Con này cũng không phải là hàng quá cao cấp, nhưng ghi đông này, một bộ ghi đông thật sự là xuất sắc, hàng Composino của Mỹ. Ghi đông hàng chính hãng. Chữ nghĩa khắc laser rất là kỹ càng. Một bộ ghi đông này ở trên thị trường đang có bán giá là khoảng 5 triệu đến 5 triệu hơn một chút. Tổng thể xe nhìn từ đầu trước, heo. Những cái sản phẩm của RRGS hạ lùn cho MRX này là hàng pop and play, tháo ra lắp vào không cần phải độ chế cháo gì các bạn ạ. Tay phanh Mutaru Thái Lan.
và chúng ta sẽ bắt đầu đi đến tiếp Tenmo. Dây tăng áp đẹp đấy, dây tăng áp hàng xịn, dây tăng áp của Nhật. Và đây mình giới thiệu các bạn chút là đây là An Ngáo Ngơ. Bạn An cao bao nhiêu nhỉ An nhỉ? 78 anh ơi. 1m78 và An sẽ là người ngồi test thử cái xe bản lùn RRGS này. An ngồi đi. Trông em như một bức tranh đả kích ý An ạ. Trông như kiểu gấu ngồi cưỡi xe đạp ấy. Và giờ đến bạn Quân Béo Đẹp Dai sẽ là người ngồi test. Vì Quân Béo Đẹp Dai thì ngày xưa chiều cao mình là 1m72 chuẩn theo model của những em anh em 198X đời đầu. Nhưng bây giờ già rồi nó bị lùn đi. Mình bây giờ chắc cao còn khoảng 1m70-1m71 các bạn ạ. Bây giờ ok mình sẽ ngồi xe lùn để cho các bạn xem. Để độ lên một chiếc xe Honda MSX size nhỏ này thì là mất khoảng tầm 30 triệu, hơn 30 triệu cho tổng thể dàn đồ. Đấy, rất là phong cách, một chiếc xe rất phong cách. Và đây giới thiệu qua các bạn chút, đây là chiếc Honda MSX bản mới SF được kéo gấp của Mutaru. Vẫn là những tay kéo gấp Thái Lan Mutaru do Quân Béo phân phối, kéo gấp Mutaru ốp kiểng. Và chiếc xe này là của một biker nữ đang được bảo dưỡng và sửa chữa tại Quân Béo Mô Tô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tiếp tục đi đến dàn đuôi sau. Đuôi sau lốp V-Rubber 150 như mình đã cho các bạn xem. Và tiếp tục là hệ thống đèn LED hậu rất là đẹp. Đèn LED này là bản của Mỹ nhé các bạn nhé. Rất là độc lực ở Việt Nam. Rất ít anh em có. Đấy. Nhìn từ đằng sau, hệ thống kéo dài gấp mà được kéo dài hết cỡ luôn. Mắc cấp. Nhìn từ xa nó vì là tại sao, vì là chiếc xe nó rất lùn và bé nhưng mà nó lại dài và mọi thứ ở dàn chân nó rất là to nên nhìn cái xe nó rất là khủng khiếp các bạn ạ.